Xin chào các bạn đã đến với kênh Kênh Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Czech Merlin 6, một thương hiệu xe Czech đã quá quen thuộc với tất cả các bác chơi xe lâu năm cũng như là các bác mà thường xuyên xem kênh em. Thì thương hiệu này nó đã quá nổi tiếng rồi thì mình sẽ không nói về cái thương hiệu này mà mình sẽ đi vào bộ chuyển động. Bộ chuyển động của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị một bộ đè sau là Shimano Atus, gạt đĩa bên trên là gạt đĩa Shimano, bánh là 27,5, bản đồ là Bontrager nguyên bản chính hãng của dòng xe Czech. Màu sơn màu đen xanh, phối rất là thể thao, khung nhôm, đồ full Bontrager nguyên bản chính hãng. Thể chiếc xe còn rất là đẹp, lớp sơn còn rất là mới. Bánh 27,5. Đề sau là Shimano Atus, gạt đĩa là đĩa Shimano. Bên trên tay lái thì chiếc xe được tay lại được trang bị bộ tay bấm Shimano phanh dầu Techo. Đùi đĩa Shimano. Rồi chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và chuyển động để cho các bác xem. Giá em đã để đây luôn này, còn nếu mà em không để giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký. Chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m5758 đổ đến khoảng 1m70 đi là phù hợp. Đề 8 lít, 8 tầng lít và 3 tầng đĩa cho 24 tốc độ, chuyển động vô cùng mượt mà. Chiếc xe này đang bán bên em với mức giá là 8 triệu rưỡi bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác nào quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cùng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.